mình mệt lắm rồi, đến giờ đi ngủ thôi. Hôm nay quả là ngày tuyệt vời. Giờ bật vài giấc mơ đẹp cho Riley. Được rồi, tan ca nào. Cuối cùng. Yeah, mẹ tan làm rồi, mình cùng chơi đi. Không đâu cục cưng, ba mẹ mệt rồi. Phải rồi, lúc nào cũng vậy. Chà, chờ đấy, đến lúc đánh thức Riley rồi. Cái gì? Không, đừng có nhấn nút đấy. Không, đừng. Vẫn còn ngủ. Con không thể làm vậy được. Dạ dạ okay. Ba canh chừng con đấy. Vậy con chỉ chơi với ký ức thôi vậy. Không, tuyệt quá đi, bắt lấy. Cẩn thận dừng lại. Xem thử nào. Không, báo động đỏ. Chúng ta có vài giây để nhấn nút thôi. Em làm được rồi. Hú hồn thật. Úi. Còn bé này, anh yêu đừng có giận quá. Rồi, mình để mấy quả cầu ký ức lại chỗ cũ đi. Tức giận làm gì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em có kế hoạch này. Mình sẽ ngủ một chút. Ai gọi vậy? Xin chào. Mẹ muốn gặp cháu gái không? Tất nhiên không đợi được nữa. Đưa tay cho mẹ. Con không muốn. Ngay. Dạ rồi. Mình đi thôi. Mẹ biết con thích ở nhà bà mà. Từ đã, con để quên đồ rồi. Tốt hơn rồi. Mình thích đang lắm. Có ai gõ cửa phải không? Chắc là cháu gái. Mình nhớ con bé khi còn nhỏ ghê. Con gái mình nấu ăn quá. Dạ bà tới rồi. Mẹ có mua quà cho cháu mẹ nè. Gì vậy ạ? Hành lý của con bé. Hy vọng chúng luôn đi cùng con bé. Con bé không đi đâu hết. Chuyện gì đến sẽ đến. Đấy là những ngày. Ồ, cháu ở đây rồi ạ. Chào bà ạ. Không phải là những ký ức đấy chứ. Đừng có cầu giàu nữa. Ồ, xém nữa quên mất. Bà đang cho cháu cái áo nè. Cảm ơn bà. Không hợp thời lắm nhưng cũng được. Thử xem nào. Được rồi bà, vì bà thôi đấy. Trông cháu thế nào? Áo mềm quá đi. Wow, quá là hợp với cháu luôn. Nếu bà không ngại, cháu chỉnh lại thiết kế một chút. Đây, giờ thì đỉnh của cháu. Con bé chắc hẳn thích màu cam lắm. Giỏi lắm con yêu. Rất thời trang. Con sẽ mặc nó. Sao vui vậy? Chỉ là ba mẹ phải đi rồi. Tụi con đi nha. Ba mẹ là mình tức ghê. Cục cưng, ôi tạm biệt cái thì sao? Không, con muốn ôm bà. Nào. Vậy được rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Chào nha, gặp các con sau. Cháu yêu nói cho bà chuyện gì vậy? Đi xem thử Riley thôi. Mọi thứ vẫn ổn, cậu ấy vẫn ngủ. Hôm nay mình phải làm nhiều thứ lắm. Cần phải chuyển hết ký ức đau thương vào hộp chứa. Wow, việc quan trọng đấy. Cả một đống công việc phía trước. Không thành vấn đề mình làm được mà. Đây, em tìm thấy một ký ức buồn. Chờ giới. Biến khỏi ghế trước đi. Dừng lại. Đủ rồi, mình ghét trường học. Tốt lắm, cầm lấy. Đi chào hộp. Đi đi, chào nhá. Đây vẫn còn vài cái nha. Anh sẽ dứt hết chúng. Lô tiếp theo. Đưa nó đi. Chúng sẽ không thể khiến Riley hoảng sợ nữa. Có nhiều quá đi mất. Mình cần thêm hỗ trợ. Chờ đã, anh nói đúng. Lúc hoảng sợ đâu rồi? Đây rồi. SOS. Này, hai người cần mình giúp à? Mình chắc nhờ được. Nhìn đây này. Đem ký ức của cậu ra khỏi đây đi. Không thành vấn đề, mình sẽ xử lý ngay đây. Nhưng cái này có thể là vấn đề đấy. Dội nó đi thì hơn. Nhà con lại cãi nhau à? Đừng nói chuyện đấy nữa. Còn khui hành lý của con thì hơn. Để xem lần này con đem gì. Ồ, con gái yêu thích của mình. Bà ơi, xem nó nhảy như nào nè. Không vui lắm. Đi công viên với cậu ấy nào. Cậu ấy đang chơi tàu lượn siêu tốc. Được rồi, đủ rồi. Mình chơi chán rồi. Đến lúc mở cái tiếp theo thôi. Ồ, là Pouchy. Cậu đang giấu mình cái gì vậy? Cà chua. Thật xấu hổ. Bà không có ngủ. Ai đây? Ồ, cà chua nè, ngon quá đi. Cậu còn cái gì khác không? Cho mình xem mau đi. À, mình ghét ếch. Bắt được rồi, nhưng bà thích chúng. Nó khiến bà muốn hung chúng. Ôi không, mình đã làm gì vậy? Hoàng tử chàng đã cứu em. Nhưng hoàng tử đâu rồi? Có bà đây thôi. Sao bà lại hôn cháu? Cháu mặc đầm cưới là vô nghĩa sao? Cái gì trong đây vậy? Ôi không, là thuốc nổ. Mình không cần đâu. Ôi trời, cháu yêu, mình hứa với nhau nha, làm ơn đừng có nổ. Cháu là bạn bà thật mà. Chỉ còn một kiện nữa. Wow, là điện thoại thật. Mình cần phải gọi cho ba mẹ. Phải xin lỗi vì cách cư xử của mình. Chào mẹ, con xin lỗi. Con yêu, không phải lúc này đâu. Ổn mà, em không sao đâu. Báo động kích hoạt rồi. Đến lúc thu thập ký ức buồn rồi. Mẹ chẳng bao giờ dành thời gian cho con. Ba mẹ không thương con, không công bằng. Bà sẽ đang đùa giỡn. Ôi không không, không ai quan tâm con hết. Con bé đáng thương, thật đau lòng quá. Làm sao để giúp con bé đây? Mình biết rồi, sáng tạo sẽ giúp con bé. Cục cưng đừng khóc, lại đây với bà. Bà cho con xem vài thứ nhé. Dạ đi thôi. Đây là giá vẽ. Tuyệt quá. Con có thể vẽ bất cứ thứ gì con muốn. Thử đi xem nào. Được, giờ mình nên vẽ gì đây? Nhà mình trong ảnh thật vui vẻ. Mình có một ý rất hay. Tranh để bán. Mọi người muốn mua không? Mình kiếm được thiệt nhiều ký ức vui vẻ. Chắc là đủ rồi. Ba mẹ sẽ không bao giờ phải làm việc nữa. Chắc chắn là được. Đến lúc bắt đầu vẽ rồi. Mình sẽ lấy lại sự quan tâm của ba mẹ. Mình có đứa cháu tài năng quá. Thêm một chút nữa. Xong, em sao rồi? Không trả lời. Giờ con bé hẳn là buồn lắm rồi. Thật sao? Con bé có thể buồn đến cỡ nào nữa? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì với Riley rồi? Ôi không, cậu ấy gặp phải ác mộng. Ta đến tìm ngươi đấy. Cứu với! Chúng ta phải giải quyết tình huống này ngay. Thả ta ra! Phòng mình có ma! Bật đèn lên! Nó trốn đâu rồi? Dưới giường sao? Không có ai hết. Mình sẽ lấy một con gấu nhồi bông. Mình sẽ thấy an toàn hơn nhiều. Tránh ra, tôi sẽ tự mình xử lý mọi việc. Hoan hô, vỗ tay. Cảm ơn, rất cảm kích. Có gì không đúng? Nhìn Riley đi, cậu ấy trông sợ hãi quá. Mình sợ quá, con quái vật muốn bắt mình. Ra khỏi bảng điều khiển đi. Sao xử lý hắn khó khăn vậy? Sao Riley không bình tĩnh? Giúp giới. Nhìn này, mình thấy một hệ thống nỗi sợ thời thơ ấu của cậu ấy. Cái gì, đừng có đụng vào. Vậy đấy, xong rồi. Thành quả thật tuyệt. Giờ mình chỉ việc dán giá lên thôi. Nó sẽ đáng giá cả trăm ký ức vui vẻ. Bà ơi, tranh vẽ xong rồi ạ. Hoàn hảo, bà ngủ mất rồi. Mình sẽ đi bán tranh. Đừng đánh thức bà vậy. Được rồi, bà vẫn đang ngủ. Nhưng từ từ mình lại quên hành lý rồi. Mình phải nhanh lên. Ai đấy? Bước ra đây ngay lập tức. Lo âu đi đâu rồi? Cưng ơi, cháu đang chờ trốn tìm với bà sao? Hành lý con bé biến mất rồi. Nhưng con bé quên điện thoại. Không có lựa chọn nào. Phải gọi cho ba mẹ con bé thôi. Con gọi lại sau nha. Vui vẻ bình tĩnh nào. Em sẽ đập vỡ cái thứ đấy. Nghe mẹ một lần đi. Con gái mấy đứa mất đấy rồi. Mẹ nói gì vậy? Không. Cậu ấy bây giờ đang rất sợ. Mình làm gì đây? Chúng ta không phải là ba mẹ tốt. Đừng đổ lỗi cho bản thân. Em yêu, mình sẽ tìm ra con bé. Thở đi. Lo âu bé nhỏ của ba mẹ giờ đang ở đâu? Nhìn kìa, hệ thống tuổi thơ của Riley phản ứng với nước mắt của em. Xin chào, có nghe mẹ không? Mẹ nhắc lại, con gái mấy đứa mất tết rồi. Em không hiểu gì hết. Từ từ, phải, mình sẽ giải quyết nó. Chúng ta đi tìm con gái thôi. Mình đi nữa. Không, phải có ai đấy quản lý Riley. Biết rồi, được thôi. Lấy quyền kiểm soát. Mình tìm người mua ở đâu đây? Tranh của mình còn được quảng cáo. Mình có ý này. Mình sẽ treo một biển hiệu ở đây. Nó sẽ chỉ nơi có bức tranh đẹp nhất thế giới. Giờ mình chỉ cần gọi mọi người xung quanh. Phải đi thôi. Ai đấy? Cái thứ gì đây? Thú vị thật, đi xem bức tranh xem thế nào. Đi. Sao hàng xóm xung quanh ồn ào vậy? Trước đây có bản này đâu. Mấy chuyện này là sao đây? Bán tranh, xin chào. Có muốn mua tranh của cháu không? Cháu chỉ muốn ba mẹ cháu không phải làm việc nữa thôi. Thật là mục tiêu ngớ ngẩn. Mơ mộng hảo quyền, chúc may mắn nhé. Quay lại đi. Đi hỏi xung quanh xem thế nào. Bà ơi, mẹ làm gì ở đây vậy? Con cái còn đi đâu rồi? Manh mối trên tờ rơi này. Ý mẹ là sao? Đơn giản mà. Mẹ cho con bé giá rẻ và gợi ý con bé vẽ gì đấy. Con bé đi bán nó thôi. Vậy mình cần ra ngoài tìm con bé. Đến lúc trời đi rồi, kế hoạch không suôn sẻ gì hết. Mẹ, ba, con yêu ba mẹ. Thật là gia đình hạnh phúc. Nhìn cậu ấy đi, sao buồn quá vậy. Mua tranh của cháu đi. Thật là dễ thương. Tranh bao nhiêu đấy cháu? Chúng ta không có nhiều ký ức vui vẻ đến vậy. Có nhiều đây thôi. Cháu không cần mấy thứ này. Mẹ, ba, mình nhận nuôi cậu ấy được không? Đi với chúng ta đi. Cháu phải nghĩ đã. Tóc cậu đẹp thật đấy. Chúng ta là một gia đình lớn. Giấc mơ thành hiện thực rồi. Mình không cần bức tranh này nữa. Từ đã, tranh của cháu bà không nên để dưới đất chứ. Tìm được con bé rồi. Đưa tay cho chúng ta. Tránh xa họ ra. Con yêu, ba mẹ lo lắm đấy. Con chỉ thấy vui khi gặp bà thôi. Bà thương cháu lắm. Ba mẹ cũng vậy. Có chuyện gì vậy? Anh chị không xấu hổ à? Cái gì? Xấu hổ, tồi tệ, hổ tệ. Có vấn đề gì? Có ngay đây. Muốn bắt đầu gây lục đục nội bộ à? Cái gì vậy? Họ nói đúng. Chúng ta đã không chú ý đến con gái mình. Tha lỗi cho ba mẹ. Con muốn ba mẹ quan tâm nhiều hơn. Ba mẹ sẽ sửa chữa. Giờ thì tốt hơn rồi. Về nhà thôi nào. Mình chính thức làm quà nhé. Không cãi nhau nữa. Yeah. Tốt hơn rồi. Giờ chúng ta có thể về rồi. Mình về nhà nên chơi gì đấy ta? Từ đã, mình xém nữa quên mất hành lý rồi. Tới rồi đây. Cảm ơn mẹ đã giúp con tìm con bé. Mẹ chợt nhớ ra vài việc. Bỏ qua việc hồi tưởng đi. Nhà mình trải qua một ngày dài rồi. Nghỉ ngơi thôi. Chào bà. Mẹ có bao nhiêu ký ức vậy? Ba mẹ rất vui vì con giỡn ổn. Mình về nhà thôi. Chờ ba với. Mình sợ quá. Để kiểm tra xem Riley tính làm gì. Không ổn rồi. Con sợ lắm mẹ ơi. Mình nên làm gì đây? Con biết rồi. Mẹ đưa tay cho con. Con đúng là thiên tài. Nhà mình gửi tình yêu tới Riley nhé. Cục cưng, sao con lại khóc? Đừng có sợ, mẹ đây rồi. Muốn nghe mẹ đọc truyện cho con không? Dạ có ạ. Vậy nghe cho kỹ nha. Ngày xưa có một nàng công chúa. Nhà mình ơi, ta làm được rồi. Mình đang đâu đây? Hai người tìm thấy con gái rồi, chúc mừng nha. Mình cất hết ký ức xấu vào kho rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhà mình làm tốt lắm. Từ từ, bàn điều khiển của tụi tôi. Chào cậu. Cái gì? Quay lại đây. Để cho mình yên. Thử không đeo kính mà tìm được lớp học đi. Đừng để trễ nha. Mình không chơi với màu sắc. Chuông reo rồi. Đi thôi. Mình đã làm gì các cậu ấy đâu. Không thấy được gì hết. Thời khắc do khổ sở và nỗi đau. Xin chào, rất vui được gặp các cậu. Mình là Lo Âu. Có ai mời cậu đâu? Thôi nào, tao sẽ là bạn chắc luôn. Có lẽ vậy. Hoặc có khi tao sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Phòng của mình chỗ nào? Trời đã. Cậu chắc là vui vẻ quả tóc được đấy. Thật xấu hổ quá đi. Và đây là cậu chàng xấu hổ, rất vui được gặp cậu. Đừng lại gần. Ô, tay mồ hôi quá vậy. Đừng có nhìn mình. Cậu ấy cần cậu thôi nào. Mình có biết đâu. Mình nên nhấn không? Được rồi, thử xem vậy. Tốt lắm, để xem kết quả ra sao. Mọi người đều thấy mình bị bối rối. Giờ mà vào lớp thì xấu hổ quá. Không còn cách nào, phải vào lớp thôi. Xin lỗi em đi trễ, em có thể vào lớp không? Mọt sách tấn công tới rồi. Lily, em đã ở đâu vậy? Em bị lạc. Em có tìm được đường lên bảng không? Dạ, cô Reed, em lên liền. Cậu chỉ mình được không? Cậu ấy khiến tụi mình gặp rắc rối mất. Đừng có lo, mình biết câu trả lời đúng. Cậu đúng là bạn tốt. Xem cẩn thận. Đây này, đồ thua cuộc. Mình biết mà. Nhìn kìa, nhỏ lại chuẩn bị khóc rồi. Đừng làm ồn nữa. Em không biết cách làm bài này. Vậy nên em cần phải đi học đúng giờ. Ngồi xuống. Ép. Không công bằng. Không phải do em mà. Ai tiếp đi. Ồ, ngồi yên lặng đi, em cũng nhớ anh lắm. Học sinh kém, thật xấu hổ. Chờ đã, ra khỏi bàn đồ đi. Ngừng, đủ rồi, mình ghét trường học. Mình không muốn đến trường nữa đâu. Này, bình tĩnh đi. Cậu chắn đường mình. Cậu ấy đã đủ xấu hổ rồi. Cùng nhau làm đi, vừa lo vừa xấu hổ. Cậu đúng là thiên tài. Mình sẽ học tại nhà. Lại là mấy cậu ấy. Tự tìm cho mình được chỗ ngồi tốt rồi hả? Ở yên đấy. Sao cứ đi theo mình vậy? Ôi, tới giờ ăn rồi. Đồ ăn sẽ cải thiện được tâm trạng mình. Ngon, bánh kẹp phô mai yêu thích của mình. Chỗ này có người rồi. Vậy thôi, mình ngồi một mình. Cứ nhiều siêu nhân làm hộp cơm trưa cho mình vậy. Cuối cùng, có gì trong đây? Ôi, mùi thấy ghê quá. Biết mà, mọt sách ăn cỏ thôi. Không sao cả, ít ra cũng lành mạnh. Người hầu ăn bánh kẹp cơ. Trêu cậu ấy đi, được chơi luôn. Muốn thử một miếng không? Muốn cho mình miếng. Ui, không phải chứ. Bánh kẹp bụi đấy, công thức đặc biệt của mình. Cậu tính đi đâu vậy? Cậu sẽ thích thôi, từ đã. Ổn thôi mà Lily, cậu không đói chút nào. Mình muốn về nhà. Khá là lo đấy. Thả tụi mình ra, cậu làm hỏng hết mọi chuyện. Mấy cậu lo quá, cần làm họ bình tĩnh lại. Đồng ý, cậu không thấy xấu hổ khi la hét vậy sao? Thất bại rồi. Đừng khó chịu nữa, tiếp tục làm việc thôi. Không thể đi muộn được. Này, Lily, cậu quên bữa trưa nè. Bánh kẹp bụi chờ cậu đấy. Cứ lỡ mấy cậu ấy đi. Ngồi xuống đi, nay lớp mình có bài kiểm tra toán. Bắt đầu từ đâu? Khó quá đi. Đến lúc dùng phao rồi. Bắt đầu làm bài, tính thời gian. Mình phải làm cho kịp giờ. May mình có chuẩn bị sẵn đáp án. Chỉ cần đảm bảo không bị nhìn thấy. Dễ như ăn kẹo, mình quay bài siêu đỉnh. Cô Rít đang không nhìn. Còn bao nhiêu phút nữa? Cô nhìn thấy hết đấy. Gì đấy? Cô đang tới. Mình không kịp mất. Đưa cho cô xem. Tốt lắm. Tụi em cố gắng lắm. Trót lọt rồi. Các em được A cộng. Tiếp tục phát huy. Lily, em đang quay bài đấy à? Sao em dám? Gì ạ? À? Em phải tự mình làm chứ. Cô cho em còn F, thêm điểm trừ nữa. Còn F thứ hai trong ngày. Mấy cậu gai mình. Mình cứu cậu ấy khỏi trường học rồi. Làm tốt lắm đồng nghiệp xấu hổ. Mình sẽ cho các cậu biết tay. Mình chịu đủ rồi. Mình sẽ không quay lại trường này nữa. Ở đây thật kinh khủng. Mình không có bạn. Ôi không, mình làm ướt gối rồi. Giờ mình phải nằm ngủ trên cái gối ướt. Tự do rồi. Mình làm gì được nếu không có các cậu? Vui lên, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình không làm được gì cả. Cái gối ngược ngốc, người cũng phản bội ta. Mình không bỏ cuộc đâu. Ta sẽ xé khô người. Biết chưa? Cuối cùng mình sẽ xử lý bằng hết. Để cho mình kiểm soát. Hả? Mình có ý này. Mình có thể dùng thứ này chưa cái mít. Biết là sẽ ổn mà. Đến lúc quay lại làm việc rồi. Đi thôi. Ta sẽ nghiền nát ngươi. Bình tĩnh giận dữ. Đủ rồi, mấy cậu sẽ biết tay. Mình phụ trách mà. Giữ cậu ấy lại. Đừng làm Lily xấu hổ nữa. Cậu bị đuổi việc. Nghỉ xíu đi. Đi hít thở không khí. Đi thôi, mình sợ quá. Nhóm cũng quay lại rồi. Giải quyết hết mọi việc thôi. Mình có thể làm ca sĩ. Sau đấy tổ chức buổi hòa nhạc. Không đến trường nữa. À chứ. Tới rồi đây, chào cậu. Các cậu là ai? Tụi mình là cảm xúc của cậu. Nghe kỳ quặc quá. Tụi mình sẽ giúp cậu bắt đầu với việc tự vệ. Mình sẵn sàng rồi. Cậu cần phải đánh Lily bằng cái này. Nếm đi. Thật phí phạm đấy. Việc của cậu là chặn họ lại. Đừng để mấy cậu ấy đánh cậu. Mình sẽ cố. Mình hiểu rồi. Giờ cậu biết phải làm sao để bảo vệ mình rồi. Sau khi phòng thủ, tiếp đến là tấn công. Bạo lực đủ rồi. Mình sẽ ôn môn toán cho cậu. mình cần hỗ trợ. Búp bê chắc được. 2 + 2 bằng nhiêu? 4 con búp bê. Và nếu thêm 2 con nữa, mình biết là 6 con. Đúng rồi, đập tay buồn cái nào. Giờ tới lượt mình. Hãy biến cậu thành tín đồ thời trang đích thực. Được thôi. Thử này đi. Mình nhìn như bà nội vậy. Mình sẽ khiến cậu xinh hơn đây. Chật quá. Thất bại rồi. Hoàn toàn thảm bại. Thử cái nữa. Wow, cái này đẹp quá à. Mọi người ở trường sẽ sốt cho mà xem. Đến lúc gây ấn tượng rồi. Chờ đã, một thứ nữa. Để tăng hạng dễ ngoài cho cậu. Giờ cậu là tín đồ thời trang hàng đầu trong trường. Tự ngắm mình một cái đi. Và tiếp đến là đồ ăn. Cái này ghê quá đi. Cậu nhầm rồi, ăn đồ lành mạnh mới có được sức khỏe. Thấy không? Mình cũng muốn nữa. Không tệ cho lắm. Thứ cuối, quả móng tay hiện đại. Wow, thật sáng chói. Mình thích nó lắm. Chờ một chút Lily, cậu thật xinh đẹp. Đến giờ đi học rồi, không thể chờ để được nhìn thấy mặt mấy cậu ấy. Trốn đi, mình lo quá. Bắt đầu thôi. Lily của tụi mình là xinh đẹp nhớ. Mình làm được mà. Đưa cặp cho mình coi màu sắc. Nói với mình à. Wow, trông cậu thời trang vậy. Mình biết. Giờ cậu ngầu quá, mình làm bạn đi. Được, mình đồng ý. Mình khóc mất. Bắt được rồi, đưa đây coi. Bỏ tay ra nhận lấy. Đấy gì? Đi đi. Cậu ấy điên rồi, mình đi thôi. Chạy đi đồ nhát gan. Giờ mấy cậu muốn mình sao? Đây chính là cái mình nói. Cậu đánh bại được bọn họ rồi. Mình phải vào lớp rồi. Cùng nhau đi thôi. Phá quỷ trường này thôi. Vậy lớp mình đã vào học chưa ạ? Em lại đi trễ nữa. Giờ thì cậu ấy sắp tiêu rồi. Nhưng trông em được đấy. Cái gì vậy? Em sẵn sàng giải bài rồi. Để xem nào. Nhìn thật sự rất dễ. Cậu ấy thật sự làm sao? Xong rồi. Đáp án trả đúng đấy. Giỏi lắm Lily. Em được điểm à. Cảm ơn cô. Ồ, có điện thoại. Cô quay lại giờ. Ngồi tại chỗ giữ im lặng nha. Nhận lấy màu sách. Cậu chỉ được vậy thôi. Yếu thật. Tới mình. Giúp với. Và đừng có lại gần mình nữa. Cậu ấy bị người nào ngầu đét cắn rồi. Không phải mình cắn nha. Cậu thắng thêm một vòng nữa. Mình tránh xa cậu ấy ra thôi. Chính xác. Ăn trưa thôi. Đồ ăn của cậu nè. Chút ngon miệng. Nhìn đi, cậu ấy lại ăn cỏ kìa. Cậu ấy bị bò cắn chắc. Cậu chẳng hiểu cái gì cả. Đây là đồ ăn lành mạnh, đem đến cho mình sức khỏe. Để mình cho các cậu thấy. Nhìn cho cẩn thận. Mấy cậu có làm vậy được không? Thử đi. Chỉ biết bánh kẹp. Mình no quá. Mình không đứng dậy được. Vậy giờ ai mới là kẻ thất bại? Mình vào lớp đây. Ở lại mạnh giỏi, bụng phệ. Cậu có bài kiểm tra, cậu làm được mà. Cô Rip, em tới rồi. Wow, em đúng giờ đấy. Em sẵn sàng làm bài rồi. Được rồi, đề của em đây. Cảm ơn cô. Cái này dễ hơn cái mà. Mình sẽ làm cho xong nhanh thôi. Xong rồi. Làm xong rồi à, để xem nào. Đúng hết các câu luôn. Xứng đáng được điểm cao nhất. Cô Rip, em phải nói với cô việc này. Luna và Brian có phao ạ. Hai bạn ấy lúc nào cũng quay cóp. Gian lận. Cảm ơn em đã báo với cô. Em có thể về rồi. Đến lúc về nhà rồi. Cậu về luôn đấy hả? Tiết học mới bắt đầu mà. Đúng rồi. Và cậu sắp nhận được bất ngờ đấy. Bất ngờ gì? Lên đây. Tụi em vô tội. Phao chép để trên bàn. Giờ sao? Mấy em tính lừa cô hả? Cô sẽ gọi phụ huynh mấy em lên trường. Lily, cậu đã đánh bại hết rồi. Việc chúng ta xong rồi, đến lúc trở về thôi. Cảm ơn các cậu, mình không làm được nếu không có mọi người. Các cậu thật tuyệt. Thả mình ra, mình không làm vậy nữa đâu. Hứa không? Hứa, mình lấy xấu hổ ra hứa. Được rồi, tụi mình sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Yeah, giờ mình làm gì? Lâu rồi mình không được kiểm soát. Lily cần lo lắng. Cậu lại bắt đầu nữa à? Bỏ tay ra. Wow, còn mình thì sao? Nhưng họ không thèm để ý đến vậy. Mình phải tự mình kiểm soát nơi này. Xem trong hướng dẫn nào. Nó nói mình cũng có thể nhận nuôi cậu ấy. Mình sẽ là cảm xúc chính của cậu ấy. Mình không có bạn bè gì hết. Mình thấy cô đơn quá. Phải như mình cũng có một người bạn thật sự. Cậu ấy làm sao vậy? Có phải lại bị bệnh không? Không sao đâu, chúng ta sẽ giúp cậu ấy. Kỳ lạ, không thành công rồi. Phải làm sao đi? Đừng có quản mà. Cậu là ai vậy? Ôi, cậu ấy để ý đến chúng ta rồi. Cùng làm quen nha. Mình là vui vẻ. Chào cậu. Mình là giận dữ. Nhìn thôi cũng biết mà. Không cần nói đâu. Được rồi, chào cậu. Mình là sợ hãi. Chán ghét đi. Chào. Là ai nghĩ ra cái vụ bắt tay này vậy? Mình phải cùng rửa tay mình nghỉ luôn đó. Tội nghiệp quá. Cậu ấy không có bạn bè gì hết. Cảm xúc cũng không làm cậu ấy cảm thấy gì. Buồn ghê. À, mình phải cẩn thận với đống dây nhợ. Mình ghê đến vậy sao? Chán ghét, cậu lại làm vậy rồi. Làm sao chứ, đây là phản ứng tự nhiên của mình mà. Chúng ta phải làm gì đây? Làm sao để cậu ấy vui lên đây? Mình có ý này, một ký ức vui vẻ. Cậu nhìn thử đi. Mình nhớ ngày này, mình đang đi dạo trong công viên với con búp bê yêu thích của mình. Nhưng đột nhiên trời bắt đầu mưa, sét đánh trúng Emily và cậu ấy hư luôn từ đó. Ngày vui quá đúng không? Một trong những ngày buồn nhất đời mình đó. Được rồi, chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác. Ôi, không thành công rồi. Ừ, chúng ta còn một cách khác. Phải rồi, Điên Bôn sẽ giúp chúng ta. Đến đây bạn Hiên. Bạn Do dễ thương quá. Dễ thương sao? Nhìn như đến từ địa ngục vậy. Trốn đi. Cậu ấy bị sao vậy? Thôi kệ đi, cậu ấy bị nhát đó. Cậu chơi với cậu ấy đi. Cảm ơn nha. Hình như thành công rồi. Cậu ấy không khóc nữa. Đúng rồi, Mindy hãy vui lên. Nào Bingo. Điên Bôn đã không thất bại. Cậu sẽ phải hối hận. Tuyệt vời, mong là cậu sạch vi khuẩn rồi. Tiến lên Bingo. Đó là giày của mình. Mẹ ơi, Mindy đã làm gì sai chứ? Cậu ấy chỉ muốn chơi thôi. Ôi, mình lâu mất chữ rồi. Tiếc quá. Chúng ta phải đáp lại thôi. Giận dữ, cậu đã làm gì vậy? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại là mình? Thôi đi, ra ngoài. Muốn quản mình nữa? Được rồi, mình đang đến đây. Nhanh lên, Mindy, tụi mình sẽ quay lại ngay. Vui lên nè, con cậu. Là lỗi tại cậu hết. Chúng ta phải làm mọi cách để Mindy vui vẻ. Rồi đang giận lắm. Chúng ta phải làm cậu ấy vui lên. Tụi này có biết làm sao đâu, bỏ tay ra. Hay là nếu muốn vui vẻ thì cậu ấy còn phải tức giận. Nghe vô lý quá, hạnh phúc mới tạo ra vui vẻ. Lúc nào cũng theo cách của cậu. Nhiều cảm xúc quá. Có vẻ nguy hiểm quá. Mindy của chúng ta sao rồi? Một ly trà thơm ngon cho mình. Ngon quá. Và bây giờ thêm một ly nữa cho mình luôn. Mình không có ai để chơi cùng. Mình cô đơn quá. Buồn ghê. Mình sẽ không bao giờ có bạn bè. Mình sẽ cô đơn đến già. Mindy, gì vậy? Họ đang cãi nhau sao? Xem nào. Ôi trời, chạy đi mọi người. Mình chưa bao giờ đến công viên một mình. Ôi, sân chơi kìa. Chắc có lẽ mình sẽ tìm thấy cái gì đó vui ở đây. Mình thích bong bóng xà phòng. Tuyệt vời. Cẩn thận. Mindy không có đồ chơi như vậy. Thấy trái bóng không? Đây là cơ hội của mình. Nó sẽ biến mất đó. Wow. Nè, xin lỗi, mình sẽ mang nó trở lại. Cậu ấy đi đâu rồi? Mẹ ơi, bong bóng của mình. Ôi, suýt chút nữa là bị bắt. Sợ hãi lại là cậu sao? Chào cậu. Chào cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người, bình tĩnh nè. Cậu nghĩ mình thông minh lắm hả? Ôi, cây trái đã làm gì cậu hả? Chuẩn bị đi. Khoan, làm món gì đó ngon đi. Ôi, đủ rồi. Được rồi, yên tĩnh đi, mình đang nghe đây. Sao, món ngon có thể làm cậu vui lên đó. Tụi mình nữa. Đầu tiên, hãy xem Mindy thích gì. Mình đã tìm được một ký ức hoàn hảo. Nhiều phô mai quá. Ngon ghê. Pizza là chuẩn rồi. Đúng vậy. Công thức là đây nè. Vậy chúng ta cần những nguyên liệu này. Cũng dễ đó. Bắt đầu nha. Nào. Hy vọng là đã có đủ mọi thứ cần thiết. Mình đã có giỏ bánh và sốt rồi. Mình sẽ làm rau củ. Vậy là đủ rồi. Đủ ăn cho 10 Mindy đó. Còn gì nữa? Ủa, xúc xích. Chán ghét, nhanh lên. Chúng ta sắp hoàn thành rồi. Còn thiếu phần của cậu thôi. Mình có xung phong đâu. Tốt, nướng nó trong lò vi sóng. Mình làm đây. Để mình. Đó là ý của mình mà. Mình đã cắt rau củ. Nè, các đồ bếp. Chỉ cần đặt vào lò là được rồi. Chán ghét nói đúng, hãy làm cùng nhau đi. Đặt thời gian nướng. Nhiều quá rồi. Công thức kêu vậy mà. Nó sai rồi. Cậu mới sai đó. Mình biết cái gì là tốt. Điều gì khiến cậu nghĩ vậy? Oops. Ôi không. Ôi, bánh pizza của chúng ta giờ chỉ còn lại như này. Mindy không vui lên được rồi. Ôi, âm thanh gì vậy? Nhìn xem mình mang gì nè. Bóng bay, đẹp đó. Nhưng không có gì đặc biệt. Khoan, cậu có thích bong bóng xà phòng không? Nhìn đẹp đó, mình thử nha. Được, cậu thoải mái đi. Cứ thổi càng nhiều càng tốt. Để mình thử. Không có gì vui hết. Thôi đi, còn nhiều lắm. Mong là nó hoạt động. Mình đã lâu không siết nữa rồi. Hợp, không tệ. Mình cũng muốn làm vậy. Cậu có... Ôi, ôi chào. Ôi trời, cậu ấy không biết sợ nữa sao? Đau quá. Mình đã làm gì vậy? Mình phải sửa lỗi ngay. Chờ chút Mindy, mình sẽ quay lại ngay. Đúng là tuyệt tác. Ôi sợ hãi, cậu đi đâu vậy? Mình đã xử lý xong rồi. Gì vậy? Đá, phải ở đây chứ. Tìm thấy rồi. Mình cần khăn giấy. Tốt hơn rồi, mình đi nha. Đi đâu? Để xem. Hôm nay cậu ấy lạ lùng thật. Chờ chút Mindy, mình sẽ cẩn thận. Nhìn đi như mới vậy. Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Không. Được rồi, trả lại đồ chơi thôi. Mình sẽ quay lại và nghĩ ra cái gì khác, yên tâm đi. Cậu ấy điên rồi. Chúng ta cũng có hơn gì đâu. Cũng đúng. Chúng ta cần kế hoạch mới. Cái gì đây? Tuyệt vời, đứa nhỏ nào cũng sẽ vui lên khi ăn kẹo. Đúng vậy. Hả? Đây, một bó hoa. Nó sẽ tăng thêm hiệu quả. Đúng đó, ý tưởng tuyệt vời. Cậu có tham gia không? Được rồi, mấy người thiếu mình cũng đâu làm gì được. Vẻ ngoài đẹp sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn. Vậy là xong. Mình làm hỏng mọi thứ rồi. Nhưng không sao. Chờ chút Mindy. Bóng bay của mình. Mệt quá. Mình đến đây rồi. Hay quá. Bóng bay của cậu đây. Cảm ơn nha. Yeah. Tại sao? Nè nhóc à, mình trả lại đồ mình mượn đây. Thật sao? Bắt lấy. Hay quá. Xong rồi. Nhưng còn Mindy thì tính sao? Mình có cách rồi. Bây giờ chuyện khó nhất là kẹo bông gòn. Ồ, may quá. Mình sẽ lấy cái này. Của mình mà. Ai muốn kẹo bông gòn không? Mình. Vậy thì lấy đi. Kẹo bông gòn của mình. Cho mình xin chút. Tuyệt vời, Mindy sẽ thích món này lắm. Thêm chút trang trí. Cái nơ đẹp quá, đúng không? Mình tự làm nó đó. Bây giờ thì ký tên lên. Đẹp tuyệt vời. Chờ chút nha Mindy. Có một mình chán quá. Nè Bon, chúng ta cùng xem video của Oki Toki đi. Mindy, tụi này có quà cho cậu. Đấy nè. Kẹo. Mình thích sô-cô-la. Mình sẽ ăn cả một thanh. Lạ quá, má mình ngứa ghê. Mình bị dị ứng với đồ ngọt. Chúng ta lại thất bại rồi. Khoan, đưa mình bó hoa. Mình sẽ làm quà cho Bon. Hay lắm. Ăn đi. Phải như cậu là thật. Đủ rồi, mình từ bỏ. Thất bại toàn tập. Mindy, mình về rồi. Ta-da, của cậu đây. Ngon quá. Ôi, chúng ta ở đâu đây? Ta-da. Ồ, có cả đám trẻ kìa. Xin chào. Chào các cậu. Xin chào. Ôi, chào cậu nữa. Xin chào, mình là Mindy. Các cậu muốn ăn kẹo không? Tất nhiên rồi, không cần phải hỏi đâu. Ồ, bóng bay chờ chút. Mình sẽ ăn cho đến khi bị mẹ bắt gặp. Chia sẻ đi. Ừ, vậy tốt hơn đó. Tại sao cậu lại dẫn họ đến? Các cậu sẽ biết thôi. Cậu có nhiều đồ chơi hay quá. Còn trà nữa nè. Mindy đang vui lên kìa. Bạn bè là tất cả những gì cậu ấy từng mơ ước. Mindy, cậu vui tính quá. Ôi, mình thích voi. Con này dễ thương ghê. Mình là voi nè. Wow. Ôi, tụi mình cũng thích Oki Toki nữa. Mindy cuối cùng cũng vui lên rồi. Nào, sao nút điều khiển không hoạt động? Nó hỏng à. Khi có bạn bè bên cạnh thì không còn chỗ cho nỗi buồn nữa. Mình hiểu rồi, buồn ghê. Mình không sao, mình sẽ chờ Mindy lớn lên. Mindy đang vui lắm, làm tốt lắm sợ hãi. Đúng đó, có chuyện gì vậy? Hay quá, về nhà rồi, mọi chuyện suôn sẻ từ đây. Buồn bã đi đâu rồi? Mình đây. Tụi mình không sống thiếu cậu được, cậu là một phần quan trọng đó. Cảm ơn nha, nhưng hãy để cuộc sống của Mindy có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn đi. Mình hứa sẽ làm vậy. Ôi, đây là đoạn mình thích. Thôi được rồi, em sẽ trở lại ngay. Anh đợi đó. Hai đứa đang chơi trò gì đây? Brian đổ nước lên người của con. Mẹ cứu con. Chờ giỡn cho lắm vào. Quay. Anh đến ngay đây. Lily lại làm vậy nữa. Con nít không được chơi với lửa. Con dập tắt đi. Nhưng mà ba, là lỗi của Brian mà. Đủ rồi, con bị cấm túc. Tội nghiệp. Con sợ lắm phải không? Chị không dám làm vậy nữa đâu. Mẹ hứa đó. 1 tuần. Không, 1 tháng không được ăn đồ ngọt. Nằm đi con, con muốn uống cacao không? Ngày mai bà sẽ mua Scotter cho con, nghe chưa? Gì chứ, thật là bất công. Nhớ gọi ba mẹ nếu chị bắt nạt con nữa đó. Ngủ ngoan nha. Ôi, coi thằng bé đáng yêu chưa kìa. Chị sẽ bắt cưng trả giá. Đi ngủ. Dạ rồi, con đã nằm lên giường rồi mà. Ngủ ngon nha. Nhanh lên, bánh kẹo đang chờ đó. 1 tháng không ăn kẹo. Thật là tàn nhẫn quá đi. Úp. Nè Brian, có giấy kìa. Dậy đi nào. Để em yên, đang ngủ ngon mà. Dậy nhanh, cháy nhà rồi. Nè, dậy đi. Sao chị lại ném đồ đi? Wow. Dập lửa đi, nhanh lên. Ba mẹ. Em nhảy giỏi quá. Cảm ơn, anh cũng vậy. Ba mẹ tới đây nhanh lên. Lại nữa rồi, lại chuyện gì đây? Chạy hết rồi. Lily. Con không cố ý đâu. Chuyện này cũng dễ xảy ra mà. Sao con không ngoan một chút được hả? Cả ngày toàn gây sự, còn phải bị phạt. Nhưng mà con đâu cố ý đâu. Im lặng. Con bé làm sao vậy? Ồ, hình như sắp có chuyện rồi. Mình phải trốn thôi. Cả nhà không cần con. Vậy thì vĩnh biệt. Bye bye. Hình như chúng ta hơi quá rồi. Lily. Không, chỉ còn sót lại thứ này của con bé thôi. Ngọn lửa nhỏ của mẹ. Con gái của ba. Phiêu, cuối cùng Lily cũng đi. Mình sẽ chơi hết đồ chơi trong nhà. Rõ ràng là nó tự cháy. Có ai ở nhà không? Bà ơi, bà có ở nhà không? Ô, cháu gái của bà. Bà nhớ con nhiều lắm đó. Đừng khóc nào cục cưng. Wow, con đốt lửa giỏi quá. Chúng ta nướng BBQ nha. Mùi thơm quá xá. Con ăn thoải mái đi nha. Ngon ghê. Chúng ta đáng ra không nên la mắng con bé. Điện thoại của em đâu? Ồ, nó đây rồi. Alo, con gái của chúng tôi bỏ nhà đi rồi. Để anh mở, đến ngay đây. Chào buổi chiều, đồng chí Andrew sẵn sàng phục vụ. Hai người gọi tôi đúng không? Đúng đó, con gái của chúng tôi. Làm ơn hãy tìm con bé. Tránh đường ra, để tôi làm việc. Không có dấu vết của Cornish. Con bé chắc chắn không ở trong phòng này. Để xem. Ui da, mình đụng trúng cái gì vậy? Nè, anh nên đi hướng này mới đúng. À, đúng rồi ha. Có bằng chứng gì không? Không, không có gì hết. Phải kiểm tra khu vực. À ha, dấu chân. Y như mình đoán. Chúng dẫn đến đây. Thang. Có cái gì đó đang cháy ở đây. Hoặc ai đó. Đây là manh mối đầu tiên. Để những thứ này vào túi, đóng kín lại. Tiếp tục theo dấu chân. Lại là than. Thú vị nha. Đây là hiện trường vụ án. Mình sẽ chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Xong, ảnh đẹp thật. Mình phải cho đồng nghiệp xem mới được.